công thần của Juventus gia nhập đội bóng của Beckham. Theo Daily Sport, tiền vệ Ben Matuidi của Juventus gần như có được thỏa thuận với Inter Miami để chuyển sang khoác áo đội bóng mà cựu danh thủ David Beckham làm chủ. Cầu thủ 33 tuổi không còn nằm trong kế hoạch phát triển của đội bóng Juventus và câu lạc bộ muốn giảm gánh nặng với mức lương 3,5 triệu euro mỗi năm của Matuidi. Và Inter Miami, đội bóng thuộc sở hữu của cựu danh thủ David Beckham, cũng từng là đồng đội của Matuidi ở PSG, muốn có tuyển thủ người Pháp. Thông tin này cũng được nhà báo Fabrizio Romano xác nhận trên trang Twitter uy tín của mình. Thỏa thuận chuyển nhượng Ben Matuidi đến Inter Miami đã xong. Việc kiểm tra y tế đã được lên lịch. Chúng ta bắt đầu chờ đợi cái bắt tay giữa các bên. Một nhà báo thể thao uy tín của Italia khác là Gianluca Di Maggio cũng xác nhận thông tin Matuidi sẽ đến Inter Miami theo dạng chuyển nhượng tự do và Juventus sẽ tiết kiệm tiền lương của họ cho năm tới. Nguồn tin này cũng được tiết lộ cầu thủ sinh năm 87 sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Paris trong ngày hôm nay. Messi Nhật Bản lại bị đẩy khỏi Real. Tài năng trẻ thích Futsa Kubo, người được ví là Messi Nhật Bản, tiếp tục được Real Madrid đẩy khỏi sân Bernabeu để chuyển sang áo Villarreal theo hạn cho mượn đến hết mùa giải 2020-2021. Kubo chuyển tới Real ở kỳ chuyển nhượng hè 2019 từ FC Tokyo, nhưng ngay lập tức được đem cho Malaga mượn bằng bản hợp đồng 1 năm không kèm điều khoản mua đứt. Dù mới 19 tuổi, nhưng Kubo nhanh chóng chiếm được vị trí chính thức và có 35 trận tại La Liga mùa giải vừa qua. Tài năng trẻ người Nhật Bản ghi 4 bàn thắng và thực hiện 5 pha kiến tạo, là một trong những cầu thủ hay nhất của Mallorca ở mùa giải vừa rồi. Tuy nhiên, những cố gắng của Kubo không thể giúp Mallorca trụ hạng thành công. Kết thúc mùa giải, Messi Nhật Bản trở lại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Zidane rất kết tài năng của Kubo, nên chỉ muốn cầu thủ này ra đi theo hạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Điều này được thể hiện qua việc Real cũng cài điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 290 triệu euro đối với trường hợp của Kubo. Và theo những thông tin mới được trang chủ của Real Madrid đưa tin, sau khi cân nhắc những lựa chọn, huấn luyện viên Zidane và ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định để Kubo chuyển sang khoác áo Villarreal theo dạng cho mượn tới ngày 30 tháng 6 2021, không kèm điều khoản mua đứt. Đây là bước đi rất hợp lý bởi Villarreal là đội bóng có thực lực và mùa tới được tham dự Europa League. Khi đó Kubo có nhiều cơ hội để ra sân khẳng định tài năng của mình. Sếp Dortmund xác nhận Sancho không gia nhập MU, ở lại đến năm 2023. Tham vọng sở hữu Jadon Sancho hè này của Manchester United đã tan thành mây khói khi Dortmund xác nhận cầu thủ trạch ánh người Anh sẽ ở lại câu lạc bộ mùa tới. Chúng tôi đã có kế hoạch với Sancho, cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi mùa tới. Quyết định cuối cùng đã được đưa ra và tôi nghĩ đây là lời giải cho tất cả các câu hỏi thời gian vừa qua, giám đốc thể thao của Dortmund ông Michael Zorc cho hay. Thông tin này cũng được trang chủ Twitter chính thức của Dortmund xác nhận. Ngoài thông báo rõ ràng về tương lai của Sancho, Dortmund đã bí mật gia hạn hợp đồng với Sancho tới năm 2023, cách đây 1 năm. Tạp chí của Đức có trụ sở tại Dortmund cho biết, trong giao kèo mà Sancho ký với Dortmund không bao gồm điều khoản giải phóng hợp đồng. Hè năm ngoái, chúng tôi đã điều chỉnh mức lương của Sancho phù hợp với sự thăng tiến trong các màn trình diễn của cậu ấy. Do đó về mặt ngư nghĩa thì chúng tôi đã hạn hợp đồng với Sancho tới 2023, ông Zorc nói thêm. Ronaldo giành danh hiệu cá nhân đầu tiên ở mùa giải 2019-2020. Sau khi không thể giành danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa Serie A, Cristiano Ronaldo tạm được an ủi với sự vinh danh mà các cổ động viên của Juventus dành cho mình. Trang chủ câu lạc bộ Juventus thông báo Ronaldo là cầu thủ hay nhất mùa 2019-2020 của bà đầm già. Danh hiệu này là do cổ động viên bình chọn. Đây là một mùa giải rất dài và có nhiều điều khác biệt, nhưng có một điều không thay đổi, đó là những bàn thắng của Ronaldo. Trong nhiều thập kỷ không có cầu thủ nào ghi đến 30 bàn thắng cho Juventus, và Ronaldo đạt được con mốc này với thời gian kỷ lục, đại diện của Juventus nói. Những bàn thắng, sự lạnh lùng, đẳng cấp, khả năng lãnh đạo biến Ronaldo thành một nhà vô địch hoàn hảo. Chúc mừng Ronaldo giành được danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa do cổ động viên bình chọn. Ronaldo chơi nổi bật ở mùa giải năm nay khi đã ghi 31 bàn thắng sau 33 trận ở Serie A, góp công lớn giúp bàn đầm già thành Turin giành Scudetto. Tuy nhiên anh không thể giành danh hiệu vô phá lưới Serie A cũng như chiếc giày vàng châu Âu do kém Ciro Immobile của Lazio 5 bàn. Trong cuộc đối đầu với Lyon tại vòng 1/8 Champions League, Ronaldo cũng lập cú đúp để giúp Juve giành thắng lợi 2-1. Tuy nhiên anh và các đồng đội phải rời cuộc chơi sau một mùa giải không thành công trong áo Juve. Ronaldo đang vướng vào tin đồn chuyển nhượng. Nhiều nguồn tin cho rằng anh có thể chuyển sang chơi cho Paris Saint-Germain ở mùa giải 2020-2021.
Liverpool cân nhắc chi 35 triệu bảng cho người thay thế Lallana. Theo tờ Daily Mail đưa tin, Liverpool đang theo dõi sát sao tiền vệ trẻ David Blue của Bournemouth và muốn chi tiền chiêu mộ anh vào hè này. Cầu thủ 23 tuổi đã thi đấu ấn tượng ở giai đoạn cuối Premier League 2019-2020 nhưng không thể cứu đội bóng thoát khỏi vé xuống hạng. Trước đó Blue đã bỏ lỡ gần như cả mùa giải 2019-2020 do chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng. Do Premier League phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 nên Blue đã kịp hồi phục để trở lại thi đấu. Theo tờ Daily Mail, Liverpool rất ấn tượng với màn trình diễn của Blue nên muốn chi 35 triệu bảng chiêu mộ anh hè này. Sở dĩ The Leeds muốn có Blue là do họ đã chia tay Adam Lallana nên cần người thay thế. Ngoài ra Liverpool đang tính thanh lý cầu thủ chạy cánh người Thụy Sĩ Sadan Sakuri do không dùng đến trước hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League. Blue gia nhập Bournemouth từ Sheffield United năm 2018 với giá 12 triệu bảng và anh cho thấy khả năng với nhiều màn trình diễn xuất sắc. Ở mùa giải đầu tiên ra mắt Bournemouth tại Premier League, Blue ghi 7 bàn thắng sau 30 lần ra sân, lọt vào đề cử cầu thủ trẻ hay nhất mùa giải 2018-2019 do PFA bình chọn. Arsenal treo giá bán Guendouzi, Barcelona và PSG té ngửa. Bản này câu lạc bộ Arsenal vừa thông báo họ sẵn sàng bán tiền vệ Matteo Guendouzi cho bất kỳ đối tác nào chỉ ra 40 triệu bảng. Đây là thông tin khiến những người đứng đầu Barcelona và PSG phải giật mình. Theo tờ Biro, cả Barca và PSG đều đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Guendouzi. Họ có lý do để bất ngờ bởi Arsenal treo giá Guendouzi đến 40 triệu bảng, tức là cao gấp 8 lần số tiền đại diện nước Anh từng bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ 21 tuổi người Pháp từ Lorient cách đây 2 năm. Càng ngạc nhiên hơn khi Guendouzi vốn đang được xem là người thừa Arsenal do bất đồng với huấn luyện viên Mikel Arteta. Anh không đá trận nào cho pháo thủ suốt từ ngày 20 tháng 6 tới giờ. Thực tế ở trên, với việc giá cầu thủ đã có xu hướng giảm vì hầu hết các câu lạc bộ đều gặp khó khăn về tài chính do Covid-19, khiến Barca và Paris Saint-Germain khó tiếp cận Guendouzi nếu Arsenal giữ nguyên giá bán cầu thủ này. Guendouzi nằm trong danh sách 7 cầu thủ mà Arsenal dự định sẽ thanh lý trong hè này, bao gồm Mesut Ozil, Ali Malinai, Helix Mkhitaryan, Siegola Sinyak và Lucas Torreira. Ban lãnh đạo đội bóng phía Bắc thành London hy vọng sớm hoàn thành được mục tiêu trên để có tiền chiêu mộ Willian, Thomas Partey và Dani Ceballos. Hồi tháng 6 vừa qua, Guendouzi đã để lại ấn tượng xấu với hành vi bóc cổ tiền đạo Naples Bay khi trận đấu giữa Arsenal và Brighton kết thúc. Trận này Arsenal để thua ngược 1-2 trên sân khách. Kể từ đó Guendouzi liên tục bị huấn luyện viên Arteta bỏ rơi và được cho là không còn tương lai ở Arsenal. Theo huấn luyện viên Arteta, không phải là ông không cho Guendouzi cơ hội trở lại thi đấu, vấn đề là cậu họ trò của ông không chịu thay đổi để nắm lấy cơ hội. Về phần Guendouzi, anh đã không ngần ngại nói thẳng với ban lãnh đạo Arsenal rằng mình muốn chuyển đi nơi khác. Real tính chi 100 triệu euro cắt thêm sao mượn mua Dybala. Sau thất bại của Real Madrid ở Champions League, chủ tịch Florentino Perez muốn đội bóng lấy lại thanh danh và ông đang tính phương án chiêu mộ tiền đạo ngôi sao Paulo Dybala của Juventus. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, Real đã bị hất cẳng tại Champions League sau thất bại chung cuộc 2-4 trước Man City ở vòng 1/8. Qua đó khép lại mùa giải 2019-2020 với hai danh hiệu gồm La Liga và siêu cúp Tây Ban Nha. Với tầm vóc của gã khổng lồ, Real Madrid dĩ nhiên cảm thấy không hài lòng. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Lobacos dự tính sẽ đầu tư mạnh ở phiên chợ hè bằng việc vung tiền chiêu mộ Dybala. Cụ thể, Real đã cân nhắc chi 100 triệu euro kèm theo hy sinh Toni Kroos hoặc Isco để có thể thuyết phục Juventus nhà người. Dù đây là đề nghị vô cùng hấp dẫn, nhưng Juve được dự đoán khó lòng đồng ý, đặc biệt trong bối cảnh câu lạc bộ này cũng đang xây dựng lại đội hình mùa tới sau thất bại xấu hổ ở Champions League. Mùa giải 2019-2020, Dybala chính là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Juve với 11 bàn thắng và 8 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Bản thân tuyển thủ Argentina đã vượt mặt Ronaldo ám luôn giải cầu thủ hay nhất mùa giải Serie A. Giải thưởng này cho thấy Dybala đã thi đấu xuất sắc và có tầm ảnh hưởng ra sao trong áo Juve ở mùa giải vừa rồi. Juventus mới đây đã sát thải Sarri và bổ nhiệm Andrea Pirlo làm huấn luyện trưởng. Tất nhiên khi lên nắm quyền, Pirlo chắc chắn không muốn mất trụ cột quan trọng Dybala, bất chấp đổi lại số tiền không hề nhỏ. Dybala hiện còn 2 năm hợp đồng với Juventus. Chelsea bất ngờ nhắm dồn sồn nhằm mục tiêu cải thiện hàng phòng ngự, nơi là vấn đề của Chelsea ở mùa giải vừa rồi. Chelsea đã bắt đầu triển khai kế hoạch thải mua trung vệ dồn sồn của Man City. Dự tính của Chelsea, hay nói chính xác hơn là của huấn luyện viên Frank Lampard về thương vụ dồn sồn là rất khả thi, bởi hiện dồn sồn không được huấn luyện viên Pep Guardiola tín nhiệm ở Etihad và tình hình của cựu trung vệ Everton càng trở nên bất bình hơn bao giờ hết khi Man City vừa ký hợp đồng với trung vệ Nathan Ake.
Thật ra Pep Guardiola đã từng bật đèn xanh để Johnson tìm câu lạc bộ mới nhằm giúp trung vệ 26 tuổi này có cơ hội thi đấu nhiều hơn ở câu lạc bộ khác. Mặt khác cũng để giải phóng chỗ trống ở hàng thủ Man City, và Johnson chính là người phải ra đi khi anh không còn phù hợp với kế hoạch của huấn luyện viên Pep Guardiola. Johnson hiểu điều này và anh cũng muốn sớm rời Man City để được thi đấu nhiều hơn cho mục tiêu khoác áo đội tuyển Anh ở vòng chung kết Euro vào năm sau. Rõ ràng nhìn vào diễn biến hiện tại, Chelsea đang rất thuận lợi trong việc tiếp cận hỏi mua Johnson. Thậm chí có tin Man City sẵn sàng chấp nhận bán Johnson cho Chelsea chưa đến nửa giá so với con số 47 triệu bảng mà họ từng bỏ ra để mua trung vệ này. Tóm lại, Man City thà chịu lỗ để bán Johnson. Bán Johnson lúc này thì còn kiếm về một khoản tiền kha khá, còn hơn mất Tràng Anh khi cầu thủ này trở thành cầu thủ tự do vào hè 2022. Barca hứa trao cho Bernardo Silva một vai trò quan trọng nếu gia nhập Nou Camp. Câu lạc bộ Barcelona đã đẩy mạnh việc theo đuổi tiền vệ Bernardo Silva của Man City và sẽ cố gắng dụ dỗ cầu thủ Bồ Đào Nha này đến Nou Camp bằng cách biến anh trở thành một phần quan trọng của đội bóng. Bernardo Silva là cầu thủ xuất sắc nhất Man City mùa giải 2018-2019, nhưng ở mùa giải vừa qua, cầu thủ người Bồ Đào Nha không còn chiếm được sự tin tưởng của huấn luyện viên Pep Guardiola khi chỉ có 2-3 trận đá chính ở Premier League. Thứ tư ưu tiên trên hàng tiền vệ của Man City của Bernardo hiện tại còn đứng sau của đàn em Phil Foden. Chứng kiến tình trạng bấp bênh của Bernardo tại Man City, Barca đã đưa cựu thủ của Monaco trở thành một trong những mục tiêu của họ hè này. Đội bóng La Liga sẽ đưa ra lời đề nghị bao gồm một số cầu thủ trong một thỏa thuận hoán đổi. Cái tên mà Barca muốn đem ra dụ dỗ Man City là mục tiêu lâu đời của đội bóng thành Manchester, hậu vệ phải Nelson Semedo. Nguồn tin này cũng đề cập thêm Barca sẽ đưa ra câu hỏi cho Bernardo xem cầu thủ 25 tuổi có sẵn sàng chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu sau 3 mùa giải ở Anh hay không. Tất nhiên trong trường hợp tuyển thủ Bồ Đào Nha gật đầu, Barca sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán. Do ngân sách chuyển nhượng không còn nhiều nên chắc chắn sẽ có những thỏa thuận hoán đổi nhân sự diễn ra. Bernardo chuyển tới Man City từ Monaco với mức phí 43,5 triệu bảng cách đây 3 mùa giải. Với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội chủ sân ETH, giá trị chuyển nhượng của Bernardo chắc chắn không hề rẻ. Barca phải thực sự chịu chơi mới có thể thuyết phục được Man City ngồi vào bàn đàm phán. Trước khi kết thúc video, tôi xin giới thiệu với các bạn SV88, nhà cái châu Âu uy tín nhất thị trường game online hiện nay. Khuyến mãi siêu khủng và hoàn trả mức cược hàng ngày lên đến 1,5%. Đa dạng nhiều thể loại game bài online, lô đề, bầu cua, jackpot, bắn cá. Kênh đặt cược thể thao uy tín như bóng đá và website sv88.com.